Đây, để cho mọi người nghe cái âm thanh của capo Ven 2 trên con Triumph Speed Twin 2002. Em xe này là máy móc nguyên zin nha anh em, chỉ có gắn thêm đồ chơi thôi. Máy móc là nguyên zin, cực kỳ êm ái. Em này mới đi có 7.000 cây thôi. Alo, xin chào anh em. Chúng anh em đây là em Triumph Speed Twin 1002 đời 2021. Và xe này cũng đi lướt, rất là đẹp nha anh em. Và chiếc xe này hiện tại đi lướt là 7.000 cây. Đấy, xe là nhập hải quan chính ngạch, sang tên toàn quốc, rất là vô tư nha anh em. Và chiếc Triumph Speed Twin 1002 này thì nó là một chiếc xe đã lên đồ chơi rất là nhiều rồi. Từ dàn đầu cho tới dàn đuôi. Đấy, em nó cũng đã trang bị khá nhiều đồ chơi. Và hiện tại thì cái dòng Speed Twin 1002 này bán chính hãng thì có giá là khoảng 589 triệu, gần 590 nha anh em. Và lăn bánh thì cũng khoảng hơn 600. Và em này thì là đời 2021 và có giá bán lại là 470 mấy triệu thôi. Đấy, và xe thì cũng đã trang bị rất 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 nhiều đồ chơi. Nếu mà anh em mua thì sẽ được giao hết đồ chơi cũng như là đồ zin nha anh em. Đồ zin của em nó cũng còn rất là nhiều. Đấy. Và chiếc Triumph Speed Twin này nó cũng có một đàn em là Speed Twin 900. Speed Twin 900 thì nó có được đổi tên. Đổi tên từ Chit Twin lên thành Speed Twin. Đấy. Ở đời cao nha. Còn ở đời cũ thì nó vẫn là Chit Twin 900. Và em Triumph này thì nó cũng có cái nét cổ điển đặc trưng của nhà Triumph. Những đường nét thiết kế của nó là dạng tròn, bầu bỉnh, nhìn rất là hay. Kiểu thiết kế máy, động cơ thì nhìn nó cũng rất là cổ điển, giống như là những chiếc xe ngày xưa. Tuy nhiên là ẩn bên trong đó là những công nghệ rất là hiện đại của chiếc xe. Thì em này là sử dụng cái khối động cơ 1200 HP. HP là nó ưu tiên về sức mạnh động cơ nha anh em. Còn có HT nữa, HT là hai thọt. Thì nó sử dụng trên những động cơ của T120 hoặc là những dòng bobber. Thì nó ưu tiên cái thọt. Đấy, em này là HP. Nhưng mà sức mạnh cho ra rất là kinh khủng nha. Sức mạnh của em này là lên đến là 98,5 mã lực. Và ở thế hệ 2021 thì nó cũng đã tăng thêm 2,9 mã lực, mạnh hơn so với đời trước. Và mô men xoắn của em này là 112 Nm. Và có đạt ở ngưỡng vòng tua thấp hơn so với thế hệ trước luôn. Đấy, thì kể sơ qua dàn đồ chơi của em này nha anh em. Đầu đèn của xe được trang bị là đèn ZW Picker, đèn LED có thể liếc theo góc nghiêng, rồi gắn thêm kính chắn gió, bát CNC, tai thỏ, đấy, đèn xi nhan đồ chơi. Đó, xe này đã vô dàn đầu dữ nha. Và ngay cả phuộc, em này cũng trang bị là phuộc Olin đồ chơi ha. Phuộc Olin, phanh Rambo, đĩa gaffer, trước sau luôn. Đấy, đồ chơi xịn nha anh em. Và kính gù thì em này nó là kính zin thôi. Anh em có thể nhìn thấy ở trên phần ghi đông tay lái thì ở đây. Cụm tay côn, tay phanh đồ chơi. Tay phanh là của Gale Speed. Đấy. Còn tay côn là của Cohen. Tay côn là Cohen ha, đồ chơi. Đấy, toàn là đồ chơi xịn không nha anh em. Cũng khá là đắt tiền. Xe cũng có trang bị giáp bảo vệ gầm, cũng như là bảo vệ cách nước. Và có luôn chống đổ. Chống đổ thân xe. Đó. Em này bô của xe là được trang bị là bô Ven 2. Bô Ven 2 thì cho cái chất âm trầm ấm nghe rất hay. Và ẩn ở bên trong nữa thì em này cũng có trang bị lọc gió đồ chơi của BMC. Đấy, trang bị lọc gió đồ chơi nha. Và xe này nó cũng đã máp lại mạnh hơn so với xe phiên bản zin nha. Đó, em này đã máp lại hết rồi. Và phía sau thì em nó vẫn trang bị là phanh Rambo zin của xe, phuộc Olin. Em này là trang bị phuộc Olin phía sau là đồ chơi luôn. Đấy, phiên bản zin của nó là phuộc KIB thôi anh em. Phuộc KIB cũng như là phuộc trước của phiên bản zin nó cũng là KIB. Đấy, ở xe này thì nó đã lên rất là nhiều đồ chơi. Đó. Yên xe thì vẫn là zin thôi. Và bình xăng thì cũng zin ha, sơn zin nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn, màu xám rất đẹp.
Và bình xăng này có dung tích là 14,5 lít thôi. Đó, rất là nhỏ nhắn ha. Và em này cũng có 3 mod chạy luôn. Đây là cái nắp xăng zin của xe nè. Nhìn nó rất là cổ điển. Chỉ việc bấm vào thì nó sẽ bật lên. Và mình mở nắp xăng bằng chìa khóa nha. Đó, rất hay. Đóng lại là nó có tiếng kêu cạch cạch lên. Xe này trang bị 3 mod chạy. Đây, để cho anh em xem. À, bên cạnh đó thì xe này cũng trang bị chản 3 đồ chơi nè. Chản 3 trên dưới đồ chơi. Do cái phần phuộc này nó có kích thước lớn hơn. Nó không gắn vừa với cái ghi đông zin. Cho nên xe này đã làm cái chản 3 ghi đông là CNC. Đấy, nó mới gắn vừa được cái phuộc này nha anh em. Hiện tại thì em này đi được là 7.000 cây. 7.066 cây. À, đi rất là lướt nha. Và em nó có 3 chế độ chạy nè. Sport nè. Brand nè. Và Row. Đấy, 3 chế độ chạy. Và ở đây hiển thị báo xăng cũng như là số km còn đi được. Đó, rất là đầy đủ nha. Em này trang bị đèn xi nhan đồ chơi, nhưng mà đèn nó là đèn LED và cũng khá là sáng nha anh em. Nếu mà đi ban đêm thì anh em sẽ thấy nó chớp cũng khá sáng. Dây dầu của em này là dây dầu đồ chơi luôn, dây dầu heo. Đấy, em này trang bị toàn là những đồ chơi xịn thôi. Chút xíu nữa thì mình sẽ nổ máy em này cho mọi người cùng nghe nha. Đấy, mình quay sơ sơ toàn cảnh em nó. Phần phía sau này là về zin nha anh em. Về zin và thiết kế cũng khá là nhỏ nhắn, nhìn nó rất là bụi bặm. Với cái phần bát gắn biển số chìa ra cũng rất là nhỏ. Vừa đủ xài. Đấy, xe thì trang bị mâm 6 cây. Nhìn cũng rất là cứng cáp. Em này mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ. Đó, xe rất đẹp nha anh em, 470 mấy triệu. Thì anh em nào quan tâm tới chiếc Triumph Speedtrain 1002 này thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha. Xe đời 2021. Và đây thì mình đang nổ máy em Speedtrain 1002. Đấy, âm thanh của em này nghe rất là ấm áp nha anh em, rất là ấm áp luôn. Máy móc là em ru, máy móc liên xin. Nghe được cái âm thanh ở trên cái capo van 2. Đây là capo van 2 hai bên luôn. Để xe này cũng đã vô coi như là vô lọc gió rồi, đã máp lại chạy cho nó mượt hơn, mạnh hơn. Đấy, và ở trên nắp máy, ở trên vách máy thì nó cũng có cái nắp trang trí của Triumph ha. Cái đó là trang bị gắn thêm, cũng như là nắp thâm nhớt đồ chơi. Đấy, xe này trang bị khá đồ chơi nha. Nếu mà anh em quan tâm tới dòng Triumph Speedtrain 1002 này thì anh em cứ liên hệ với bên mình.